Xin chào tất cả các khán giả yêu thích bộ phim Quỳnh Búp Bê. Đầu tiên thì mình phải nói trước là video này mình chỉ chia sẻ quan điểm cá nhân thôi chứ hoàn toàn không mang tính chất đưa tin gì cả. Rất mong các bạn là nếu mà có chia sẻ ý kiến thì mang tính chất là bình luận về phim cho vui thôi nha. Thời gian vừa qua thì mình cũng có làm một số những cái video liên quan đến bộ phim. Tuy nhiên thì hôm nay với tư cách cũng là một khán giả yêu thích của bộ phim, mình muốn chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình về bộ phim cũng như là suy nghĩ về cái chết của nhân vật Cảnh sau khi xem tập 20. Ở tập 15 thì qua lời kể của các nhân vật, Cảnh được cho là đã bị tàu cán chết. Tuy nhiên thì vì Cảnh không xuất hiện trên phim nhiều nên khán giả còn hy vọng rằng là Cảnh sẽ xuất hiện ở trong những tập sau. Mặc dù vậy thì ở tập 20 lên sóng vào tối ngày 23 tháng 10, khi mà Nghĩa kể lại với Quỳnh về việc là Cảnh bị chết như thế nào, thì niềm hy vọng của rất là nhiều khán giả đã hoàn toàn bị dập tắt. Nhiều người tuyên bố là sẽ không xem phim vì không có Cảnh. Trước tiên thì để nhận xét về bộ phim thì chúng ta có thể thấy được rằng là bộ phim có đề tài nó không mới nhưng nó lại rất là táo bạo về cả diễn xuất này, lời thoại này, khiến cho bộ phim nó không có tính kịch mà nó rất là chân thực. Ngôn ngữ thì không bị gò ép mà nó rất là gần với đời. Thường thì những cái dạng phim kiểu như thế này ấy, chúng ta khi mà xem vẫn có cái cảm giác bị ức chế bởi vì cái ngôn ngữ nó vẫn bị gò ép, nó bị nói giảm, nói tránh, nó không được tự nhiên. Tuy nhiên là cái phim này thì nó đời hơn cho nên là nó khiến cho khán giả có cái cảm giác dễ chịu hơn. Mặc dù là phim thì nó cũng chưa được hoàn hảo khi mà nó có khá nhiều sạn do khán giả nhặt ra. Tuy nhiên thì có thể nhìn chung được rằng là phim khá gay cấn về tình tiết, cho nên là nó cũng mới thu hút được khán giả nhiều như thế. Điều thứ hai thì cá nhân mình cảm thấy rằng là chị biên kịch Kim Ngân ấy, là biên kịch chính của phim, thì tuy là chị ấy có sự đồng cảm với Quỳnh ở ngoài đời vì là chị ấy là tiếp xúc rất là lâu này, rồi là thân thiết cho đến tận bây giờ. Thế nhưng mà quan điểm của chị ấy thì vẫn rất là nghiêm khắc với cái tệ nạn này. Cho nên là mình nghĩ rằng là có lẽ là số phận của Lan sẽ không có cơ hội tươi sáng đâu. Mà đó chính là cái giá mà cô phải trả cho cái tuổi trẻ sai lầm. Thì mình nghĩ rằng là đó cũng chính là cái thông điệp của nhà biên kịch, làm cái gọi là bài học răn đe cho các bạn trẻ. Còn điều thứ ba là về Cảnh. Không biết là bao nhiêu người trong số các bạn thì tin là Cảnh đã chết thật. Còn riêng với cá nhân mình thì mình vẫn không bao giờ hết niềm tin rằng là Cảnh sẽ quay trở lại, kể cả xem xong tập 20. Thật ra thì mình không lạc quan đến mức là tin rằng Cảnh sẽ quay trở lại một cách lành lặn và bình yên. Thế nhưng mà ở một cái tình huống nào đấy thì mình vẫn tin chắc chắn là Cảnh sẽ quay trở lại. Trước tiên là nói về phân đoạn mà Cảnh bị tàu cán thì nó vẫn chưa được rõ ràng. Mặc dù sau này nó có thể được tường thuật rất là chi tiết qua cái lời kể của Lai. Thế nhưng mà mình vẫn thấy rằng là một nhân vật không phải là chính nhưng mà cũng rất là quan trọng như Cảnh mà lại chết một cách gọn lẹ và chóng vánh và sơ sài như vậy thì mình nghĩ là đó là chủ ý của đạo diễn. Hơn nữa là trong một bài phỏng vấn nói về Doãn Quốc Đam, khi mà được hỏi gì một câu hỏi là liệu Doãn Quốc Đam đã hết vai trong Quỳnh Búp Bê hay chưa, thì đạo diễn Mai Hồng Phong có trả lời là mọi chuyện đều có thể xảy ra và khán giả có quyền hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó. Tiếp theo nữa là mới đây trong cái livestream tối ngày 24 tháng 10 của Doãn Quốc Đam, khi mà khán giả liên tục hỏi về số phận của nhân vật Cảnh thì anh có trả lời rằng là nhỡ cuối phim anh xuất hiện thì sao? Sẽ bất ngờ đấy. Hay là tạm thời thì anh Cảnh đi rồi nhưng mà anh Đam thì vẫn còn ở đây. Còn anh sẽ trở lại như thế nào thì mọi người vẫn phải chờ. Rồi là Cảnh còn sống hay đã chết thì hiện tại phim vẫn còn đang phát và mọi người cứ xem vì còn nhiều điều bất ngờ lắm. Dựa vào tất cả những cái câu trả lời úp mở của cả đạo diễn, của cả biên kịch và của cả diễn viên thì mình vẫn luôn tin rằng là Cảnh sẽ trở lại trong một sự bất ngờ. Không biết là có ai có cùng quan điểm với mình không? Mình thì luôn tin là Cảnh sẽ quay trở lại, mặc dù là mình cũng không lạc quan đến mức mà dám tin là cái sự trở lại đó nó lại êm đẹp. Nhưng mà hy vọng là nó không chỉ là sự xuất hiện ở trong giấc mơ của Quỳnh hay là sự hiện hồn gì đó, thì đó cũng vẫn là một điều rất là nuối tiếc và hụt hẫng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng vẫn hãy kiên nhẫn theo dõi tiếp Quỳnh Búp Bê để cùng nhau bình luận nhé. Chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều bất ngờ của Quỳnh, rồi là My, rồi là Đào nữa.
Quỳnh Búp Bê thì cũng chỉ còn có 8 tập nữa là sẽ kết thúc và được biết là dự báo quảng cáo của phim sẽ còn tăng thêm nhiều cho tới tập cuối cùng. Tập 16 thì đánh dấu sự chuyển hướng của Quỳnh Búp Bê sang giai đoạn 2 với nhiều nhân vật mới mà chủ yếu là xoáy vào bi kịch hậu thiên thai của nhân vật Lan và cái cuộc sống hoàn lương của Quỳnh. Cái sự thiếu vắng của các nhân vật như là Cảnh, Cấn hay là Phong thì cũng khiến phim ít nhiều giảm sức hút với rất là nhiều khán giả. Tuy nhiên thì vẫn không thể phủ nhận được một thực tế là Quỳnh Búp Bê thì vẫn rất là được quan tâm và giữ nguyên độ nóng. Mới đây thì VTV còn tiếp tục ra thông báo là tăng giá quảng cáo lên 170 triệu đồng cho một spot quảng cáo 30 giây cơ. Vừa rồi là tâm sự và bàn tán một chút với mọi người về ý kiến cá nhân của mình vậy thôi. Bạn nào không có cùng quan điểm thì cũng có thể đưa ra những lập luận thuyết phục hơn để chúng ta vừa theo dõi phim vừa phán đoán nhé. Mình rất là trân trọng những bình luận lịch sự và văn minh của tất cả các bạn. Cuối cùng thì dù có nhớ thương Cảnh thật nhưng mà mình thấy những tình tiết tiếp theo cũng vẫn rất là hấp dẫn. Hy vọng là cái kết cũng vừa đủ làm khán giả hài lòng chứ không quá bi thảm, đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Nếu các bạn thấy video hữu ích hay có bất kỳ góp ý nào, xin vui lòng viết bình luận ở bên dưới. Chúng tôi xin chân thành tiếp thu và rút kinh nghiệm để thực hiện những video chất lượng hơn. Hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé!